Xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Hôm nay Bimeo lại về anh em ạ. Nhiều anh em lần trước ấy thắc mắc là tại sao là cái bi hàng xịn mà nó lại cứ vỏ trắng chữ Trung Quốc mà nhiều nơi nó lại vỏ xanh ấy. Mình thằng ở đây xem nó còn cái vòng bi vỏ xanh hàng thường đây. Đây mình sẽ có một cái bi vỏ xanh hàng thường này. Xem còn bi vỏ trắng nào nữa không nhỉ? Bi vỏ trắng nó không có ở cửa hàng và video lần sau mình sẽ làm bù so sánh cái vỏ trắng mới lại cái ấy, nói chung là cái ruột của nó ấy, hàng xịn của nó thì nó sẽ không khác nhau một tí tị tí gì anh em ạ. Đây này SKF nhá, hàng xịn của nó thì cái chữ SKF của nó rất là nét, VTF này 121C Spanin này đấy, nhìn nó rất là khôn, đường chỉ nó rất là nét. Thằng bi này ở đây cũng rất là ok. Một số vòng bi về mà nó chỗ này nó bị dỉ mất một tí này, không không quan trọng đâu anh em nhé, không 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 vấn đề gì cả, bởi vì thời tiết ở Việt Nam ấy thì nó rất là ẩm, để trong kho lâu ngày thì nó vẫn bị dỉ, là không thể tránh khỏi được. Cả khi anh em mình cầm tay như này, mồ hôi nó có cái tí gọi là chất muối, nó hay gì nên là thông thường là sẽ gắn vào như này. Hàng về nó vỏ nó nặng quá nó dập nát này nó cũng là bình thường. Đây nhá, cái hàng này mấy cái hàng vỏ trắng ấy thì không khác nhau gì về chất lượng, về thằng ruột ruột nó bảo cơ bản bản chất của nó là một, nhưng mà của cái thằng này vỏ thì nó sẽ, nếu nếu mua vỏ xanh này thì sẽ đắt hơn một tí anh em nhé. Đắt hơn vỏ xanh một tí. Còn đây đây là cái ông hàng thường, vỏ ông hàng thường như này đấy, nhìn cũng đúng như hàng xịn luôn. Ruột đây, đây ruột đây đấy, video so sánh anh em nhé, anh em biết luôn, tiện công làm video so sánh này. Đây hai chữ SKF nó cũng khác nhau nhé. Đây, anh em đã thấy chưa? Đây là mình cầm ở trên tay ấy, thì có thể là còn phân biệt được. Chứ nếu mà cầm một vòng không thì rất là khó. Hàng này nó cũng rất là đẹp. Ok anh em nhé, anh em lưu ý nhé.